Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Phương Mai, chuyên gia về thẩm mỹ và đây là kênh video chính thức của tôi. Tại đây tôi xin chia sẻ với các bạn những kiến thức của mình về nhất là cách thức các bạn chăm sóc da tại nhà, thứ hai là hướng dẫn các bạn lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với từng loại da của mỗi người. Thứ ba tôi sẽ nói về các bệnh lý về da đang mọi người thường mắc phải. Thứ tư là tôi xin chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm, những kiến thức và những kinh nghiệm của mình về các phương pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Ngoài ra thì tôi còn là một chuyên gia về đào tạo ngành spa. Vì vậy tôi cũng xin chia sẻ với các bạn có ý định hoặc mong muốn làm việc trong ngành spa, hoặc là các bạn có ý định kinh doanh về ngành spa, về những liệu trình chăm sóc da chuyên nghiệp, những kỹ thuật chăm sóc da chuyên nghiệp, hoặc là những bạn có ý định kinh doanh ngành spa, thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người về những kiến thức, những kinh nghiệm thực tiễn mà tôi đã tích lũy được trong suốt quá trình giảng dạy và vận hành spa của mình, về cách thức mà các bạn set up một spa, các bạn vận hành, quản lý nhân sự, chăm sóc khách hàng, vấn đề marketing cho spa, làm sao cho hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tất cả thì đều là những kinh nghiệm, những kiến thức mà tôi tích lũy được trong suốt quá trình mà tôi học tập, nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn của mình. Và chúng thì vô cùng đơn giản và dễ thực hiện thôi, nhưng tôi tin chắc rằng khi làm theo các bạn sẽ có được những kết quả vô cùng tuyệt vời. Vì vậy nếu mà bạn có cùng mối quan tâm về ngành làm đẹp, hoặc là bạn đang gặp các bệnh lý về da cần điều trị, hoặc là bạn đang có ý định kinh doanh ngành spa, thì hãy kết nối với tôi bằng cách là đăng ký kênh YouTube của tôi để chúng ta có thể gần gũi nhau hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.